Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay nhân tiện có cậu học trò nhé, bảo ở xa đến học sóc đĩa thì tiện thể đấy mình quay trực tiếp luôn cho anh em thấy là cái cách học sóc đĩa nó như nào và cái quy trình sóc đĩa làm sao. Xuống nó khách ơi, khách đến thì không nói thì ngồi ấy lên thang thiên. Về cái việc mà học sóc đĩa ấy, thì bát với đĩa với quân là hoàn toàn xanh chín, tức là bát với đĩa với quân là bát đĩa nào, bát nào đĩa nào quân nào cũng được, mà mình phải sóc cái như này. Đây đây là của bát đĩa xanh chín này, đây thì tí nữa lột nước ấy cho anh em sau, còn sóc nó như này này, đấy đấy đưa ra này, như này là mình biết trong này là trong này là chẵn hay lẻ rồi, thì nói không phải là chẵn hay lẻ, mình biết rõ trong này là ba trắng hay là tứ tử hay là ba đen hay là sóc đôi, thì tiếng này là sóc đôi 100% này. Mở này, đấy nó đơn giản rồi thôi, quân cá bình thường này. Đây sóc tiếp nhé, thử phát nữa nhé. Đấy nó đơn giản này thôi, bạn có thể nhìn mặt lên trời này, đấy bạn đưa ra này, nghe là xong rồi. Đấy vẫn là sấp đôi, tiếng này vẫn là sấp đôi các bạn nhé. Đây này, mở này, mở xem này, chờ cái ông kia lên lâu nhá, nó khách rất là lâu thế không biết. Vào đây một thằng đi đón khách thì một thằng trải chiếu ra. Đi vào đây không? Đi vào đây. Vào đây ngồi. Bố ngồi đây. Cứ để ba lô đấy, mất đâu mà. Ơi người đi đâu? Người đi đó. Nói chung là bọn với tôi là không hoàn tình nhá. Thế là cũng là đến là hay coi cái video của anh em đây, cho nên là đứa thì dễ không học được, nhưng mà đứa cháu đó nó học cái nghề đấy, đấy thằng con thôi, thì coi thử anh em xem thử là có truyền được cho nó cái nghề, nó gỡ lại những cái gì nó thua thôi, chú cũng được cái tay vào việc luôn đấy. Đây nó còn trẻ tuổi ấy, nó có học được hay không ạ? Đây qua đây rồi. Đây mang đi hết cả cái gì. Đấy chú ơi, đây là bộ bài thơ, không mình cắt con nào không cắt, mày đi ra mày kêu mày tắm hông nước. Đúng rồi, đấy còn được chè sánh đúng rồi, đâu nước chè tao vừa rót mời chú đây, à, chú này chè sánh này, chè đấy thì tắm nước lục bát anh ơi, không lục bát thì lục đĩa, không cần phải lục cái này của nhà đấy ra đấy. Đây bọn cháu đang quay luôn này, đang quay quay mặt nhá, đừng có quay mặt đấy. À không sao được, một thằng đi cắm bông nước thì một thằng lấy cái cục nam châm ra đây thử luôn, tiện thể quay đây thì người ta biết là được. Cái chậu nữa mai bên này thử đưa ra mà cần nghĩ phải quay quay để quay lên đây cho mọi người thấy nhá. Là quân nó như nào, khán giả, còn khán giả cũng phải mỗi mình chú đâu. Một thằng vào đây cắt quân nhanh. Đây. Đây. Nó châm ở đây này, bài này, đấy. Bài người ta đã đi. Đang nói trên mạng, mọi người đang xem cái này, chứ không phải là nói chú đâu mà. Cắt tròn quân giỏi tù nó nhanh như thế nào thì quân này nha, mình nó cắt bằng băng trên này đấy thầy. Nó cắt tâm tâm nữa đó.
thực ra mới học đại học đi chơi với bạn mình nhảy đi game sóc đèn mang sóc đèn ngoài sóc đèn mang sóc đèn bố cố sóc đèn nhìn bây giờ chứ cái gì cũng hay nhỉ tuổi trẻ là lớn nhở lớn tuổi cũng trẻ cho anh chơi ông bố này ông bố năm 2020 à nhở ông bố của năm 2020 vừa thôi ông bố chứ phải bố không ấy thì chiều con ấy con như vậy một chữ tao cả đấy học để biết thôi chứ còn bịt bậm nghe làm được chứ nó gửi lại được cho mình mất nhiều chưa nói nhiều rồi nhưng mà cái là nói chúng mất là còn thấy vui. Được sao đấy anh ơi? Đây. Đây cho đây. Đấy quân đấy quân này cả khán giả xem luôn này. Quân là xanh chín này. Đây nam châm này. Nhấc cái hẳn cao lên. Bỏ bỏ tay bỏ bỏ tay. Đấy. Đây, tiền thầy có nước sôi thì cái làm thịt con gà lên tâm rượu thôi. Chú mang gà đây ạ, với chúng mang hai gà đây. Không, anh em ở đây mang đi thì thật tiền nhưng quan trọng nó học được cái gì. Đấy đâu ra gà. Tiền đâu cái gì cũng đòi. Chú lên ngoài kia ngồi uống nước đi. Ui, nóng quá. Trong là cố gắng làm nhá. Đây đi. Nó có do giấy không, giấy ăn không? Giấy vệ sinh không? Đây đây 500 này, nó không hút quân này. 509 này. Nóng lắm, nước sôi mà. Ai giải lên nước sôi. Nóng. Lên ghế ngồi đi. Bổ quân ra đây. Khô. Bỏ quân lên luôn. Nhìn ra đây hút này. Đấy, bây giờ quy trình nó như thế này. Trước khi mà đi vào dạy ấy, thì anh sẽ đi một vài đường để em thấy độ hiệu quả của nó như nào và đánh như thế có trôi không. Nếu như mà trôi thì học còn không thì thôi. Được chưa? Nóng quá. Cầu đĩa nóng, bàn đĩa nóng quá. Nóng quá, bây giờ khó đây. Nóng. Nóng quá, chờ nó nguội đi. Để cho nó nguội đã. Bỏng hết tay. Đóng quá, cầm cầm bắt nó còn khó rồi. Đấy, đánh như đơn giản rồi thôi. Thôi đấy, xong rồi đấy. Đấy, trong đi anh có chén. Ba trắng này. Đấy. Biết rõ lắm đấy là ba trắng hoặc là ba đen hoặc là tứ tử hoặc là sấp đôi. Biết rõ luôn chứ không phải đoán là chẵn hay lẻ. Đoán chẵn hay lẻ là bọn nó đoán mò. Còn đây là biết chắc chắn 100% luôn là ba trắng hay là ba đen hay là tứ tử hay sấp đôi đây này. Đấy, nó xong đưa ra này. Đấy, như vậy là xong rồi. Rất đơn giản, đây này. Đây nhá. Đây. Đĩa còn nóng quá, khó cầm thế. Tiếng này nếu mà đánh ba trắng thì đánh ít. Tốt nhất là đừng đánh thế này. Ba trắng này. Đây. Đấy. Còn tiếng nào bảo 100% là 100%. Đây. Đấy, xong rồi đấy. Ba đen này. Ba đen. Được chưa? Rồi. Thế đâu ok chưa? Đỡ là được anh. Bây giờ đi vào luôn nhá. Dạ. Vào luôn. Đây là bát đĩa xanh chín. Thì trước đây em thử sóc coi em sóc như thế nào. Sóc cánh tay à? Dạ. Đây này. Trước khi muốn học cái này ấy, thì mình đánh bằng cổ tay. Như này. Lắc cổ tay này thế này. Đấy, lắc cổ tay này. Chứ mình lắc cái này mệt lắm. Chưa? Lắc cổ tay này. Dạ. Nó kêu hay nhỉ, cái bát là nó kêu hay rồi đấy. Như quá. Cắm nhà lại bắt chưa là. Đấy, lắc cổ tay như này. Rồi. Đâm tay ngay bát này. Rồi. Đấy. Chứ sóc bằng cái cả người nổi cánh tay lên thì tí là. Mạnh vào. Đấy, lắc cổ tay. Tay vẫn hơi cứng.
Thì nhớ có gì thì chỉ cho em cái. Xuống cứ uống nước đi cháu, cháu ấy xuống muốn làm cháu phân tâm. Ở đấy, đây nha. Bây giờ nó có cái đầu tiên là mình phải lắc cổ tay cho nó giòn à. Đấy, cái này thì nói chung là em đánh như thế tạm được rồi, về nhà luyện thêm nhá. Đấy, cái này cũng không có không quan trọng lắm, quan trọng là mình biết trong đấy là có gì thôi. Những cái này là bổ trợ bên ngoài, làm cho mình sóc cho đẹp, người ta đỡ nghi ngờ, người ta không nghi là mình ép quân. Ví dụ là ông đánh như này, ông đánh như vừa này, ông này ông đánh như này thì có nhiều nơi người ta không thích, bởi vì đánh như kiểu là ép quân hay ép như này, hiểu chưa? Mình lắc cổ tay này như là giòn, người ta thích, thằng nào đánh bạc nghe người ta cũng sướng, hiểu chưa? À. Đấy, à. Đấy. Cái việc thứ hai là mình phải điều quân, mình biết cách điều quân, có thể mình điều sang đây hoặc điều sang đây, hoặc điều lên trước, điều về sau. Thì ví dụ là anh điều, ví dụ điều sang đây này. Điều hơi mẹ mẽ góc này này chẳng hạn này. Sóc vẫn tân tay ngay bắt thế này. Đấy lúc cuối mình nghiêng này một tí này. Thì quân nó chạy về bên này. Đấy, đấy gọi là điều quân. Thì bắt đầu mới đầu tiên ấy thì mình vẫn sóc cân tay ngay bắt thế này. Đấy. Đến lúc mà gần cuối mình muốn điều về đâu thì mình sẽ hơi nghiêng này một tí, lệch tay một tí thế này. Vậy ví dụ muốn nghiêng về đây này thì muốn nghiêng về điều quân về bên này thì mình hơi nghiêng về đây một tí. Thấy chưa? Quân nó chạy về bên này đây. Đấy là cái cách điều quân mình học. Ví dụ là cái điều cái này quan trọng thì mình điều vào đâu, mình điều ra sau này đi, thì em phải điều vào lòng mình chứ, điều vào lòng ấy. Ừ. Như thế cũng được đấy nhá. Mình xong như vậy này, quân nó sẽ vón cục này, là thứ nhất là ghi một cái sự nghi ngờ, đúng không? Quân là vón cục cái này người ta tưởng quân hàng hoặc là như nào đấy. Muốn không bị bắn cục cái này ấy, thì mình phải sóc nó tơi quân ra. Mà khi bắn cục cái này mình không biết được trong đấy là cái gì đâu, mà quân nó phải tơi ra thì mình mới biết được trong đấy là cái gì. Mà muốn mà sóc tơi ra mà lại mình điều được quân ấy, thì ban đầu mình phải sóc cân tay ngay bát này để quân nó tơi ra. Đến lúc gần cuối thì mình mới nghiêng về cái chỗ mình cần mang về. Ví dụ mình muốn về đây nhé, đây quân mới sóc cân tay ngay bát này để tơi ra. Đến lúc gần cuối thì mình hơi nghiêng này một tí thôi. Bản thân những người ngồi đánh thì người ta không biết là mình đang nghiêng tay, mình vẫn sóc cân tay ngay bát như này. Đấy thì nghiêng này người ta không thể biết được, nhưng quân nó về đây rồi. Thấy chưa? Quân nó dàn đẹp như này này. Chứ không phải là nó quân nó vón cục kiểu này. Vón cục cái này người ta nghĩ là quân nam châm hay là quân hàn. Hiểu vấn đề không? Rồi rồi. Đấy, thử đi. Cân tay ngay bát. Để quân nó tơi ra. Nghiêng, cân ra một tí nữa. Đấy, nghe đẹp. Rồi, bây giờ đấy, xong tiếp đi. Đấy, xong này, đưa ra này. Đấy, xong có quán đường đưa ra này. Đấy đây, đấy là xuống, đấy rồi, đây nha, mình đưa ra này, đưa ra nhẹ nhàng là xuống, đấy, sóc xong này, mình dừng lại có điểm dừng này, mình đặt xuống này, đấy, sóc xong có điểm dừng này, đặt xuống này, thấy chưa? Đây này. Đấy. 2 hours later. Đấy, bây giờ thử chứ nào, bây giờ thử đánh cái xem nào. Không, từ nãy giờ chứ nào. Lâu phết rồi đấy. Gần 2 tiếng đồng hồ gì nữa. Ừ. Tiếng đi trước lại. Thôi, chưa biết thì thôi đánh lại. Bây giờ biết thì thôi. Biết như nào là thấy. Mình biết trong đấy là ba trắng hay là ba đen thôi. Đấy, ba tặng. Chắc chưa? Tâm tâm ba trắng. Ừ, ba tặng. Ba trắng đâu? Lại chưa nào? Em thấy hai con trắng, ba con trắng. Ba con trắng, ba sao nào? Hai con trắng. Ba trắng sao lại ra là sắp đôi được. Mày hai tiếng rồi chậm, thanh niên mà chậm. Ba đen. Chắc chưa? Chắc rồi. Mới nào? Ok. Ra đây chưa học gì, học được cái giọng Bắc nhanh rồi nhỉ? Này mới vào. Em ở Hà Nội học đại học xây dựng năm 2 mà anh.
2 năm đấy là học được tổng quát được rồi. Cái gì? Chỗ này hai con đen con trắng. Ba đen à? Nếu đánh đánh ba đen đánh ít. Sắp đôi. Ừ. Đấy hai con đen một trắng con này. Không chắc thì không đánh. Cứ bình tĩnh. Cái này thấy một con trắng. Bò không? Không đọc, không thấy không đọc. Mình có một tiếng đồng hồ thế cũng là tạm được rồi. Gần 2 tiếng thì bố ạ. 3 trắng. Chắc chưa? Chắc rồi. 100% chưa? 100%. Nếu mà không phải 3 trắng thì sao? Thì học tiếp. Không phải 3 trắng thì thôi nhá, trả tiền ra anh không học đấy nhá. Ừ, 3 trắng được. 3 trắng thật. Phải 3 trắng thì cũng phải trả tiền cho anh mà. Thôi thử 3 trắng nữa. Không phải 3 trắng ở đây với anh sáng mai về. Chịu. Được. Cho em mượn nhà anh hôm. Nhà anh không chứa. Cái này 3 tắng. Chắc chưa? Chắc. Chắc 100% chưa? 100%. Nếu mà sai là thôi nhá. Mở đây. Ờ 3 trắng. Được là nhanh nhỉ. Ok đấy. Đừng có đưa tao về thôi.